Tiền đạo Wilson Isidor, người thuộc biên chế Lokomotiv Moscow, đã nhận được nhiều lời quan tâm từ các câu lạc bộ League 1, nhưng vì không được đồng ý ra đi nên anh đã thực hiện một quyết định được cho là dại dột. Metz và Marseille là hai câu lạc bộ tại League 1 muốn chiêu mộ Isidor. Metz đưa ra mức phí mượn 500.000 euro kèm tùy chọn mua lại với giá 5 triệu euro. Điều khoản này sẽ được kích hoạt nếu Metz trụ hạng ở League 1 và Isidor chơi ít nhất 15 trận mùa này. Marseille đưa ra mức giá mượn 1 triệu euro kèm tùy chọn mua lại 5 triệu euro. Và điều khoản sẽ được kích hoạt nếu Isidor giúp họ giành quyền tham dự Champions League. Bên cạnh đó, Metz và Marseille đã mời chào mức lương hấp dẫn, khiến Isidor không thể khước từ. Nhưng Lokomotiv Moscow vẫn lắc đầu, họ muốn những con số hấp dẫn hơn. Hao Igmir, người đại diện của Isidor, cho biết Lokomotiv yêu cầu 2 triệu euro cho việc cho mượn cầu thủ và tổng số tiền mua đứt là 6,5 triệu euro. Isidor tìm mọi cách rời đi, anh bỏ tập, gây sức ép với đội bóng, thấy không hiệu quả. Trong khi kỳ chuyển nhượng sắp đến giờ đóng cửa, Isidor đi đến một quyết định dại dột là chạy trốn khỏi nước Nga. Trong đêm ngay sau khi kết thúc trận đấu tại giải vô địch quốc gia, anh bí mật rời lãnh thổ Nga và trở về quê nhà Pháp, nơi anh đã âm thầm kiểm tra y tế tại một trong hai câu lạc bộ ngỏ lời với mình là Marseille và Metz. Nhưng cầu thủ này quên mất rằng nếu Lokomotiv Moscow không đồng ý, anh sẽ không được FIFA cấp giấy chuyển nhượng quốc tế. Vì vậy ngay cả có ký với Marseille và Metz thì cầu thủ này cũng không thể ra sân tại các giải đấu chính thức. Chưa kể Marseille và Metz sẽ vướng vào tranh chấp pháp lý với đội bóng Nga. Vì vậy, hai câu lạc bộ Pháp cũng không thể đơn phương ký hợp đồng với Isidor. Họ để Isidor, Berver, tiền đạo này đã phải xuống nước, van xin Lokomotiv bật đèn xanh. Nhưng những gì anh nhận được chỉ là tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại anh. Theo miêu tả của Sport24.ru, trang thể thao hàng đầu nước Nga, cầu thủ này đã khóc, anh ấy nói rằng vợ mình đang mang thai. Anh ấy nói chuyện điện thoại với chủ tịch Lokomotiv Moscow và gần như khóc. Anh ấy cầu xin để được đi. Nhưng người đứng đầu câu lạc bộ Nga đáp lại, đây là công việc kinh doanh, chúng tôi muốn có tiền. Mọi người đều được phép rời đi, anh thì không.